Một buổi sáng, bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Vừa thấy bác, các em nhỏ đã chạy ùa tới, vây quanh bác. Rồi bác đi giữa đoàn học sinh, hai tay dắt hai em nhỏ nhất. Bác cùng các em đi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nhà tắm. Khi trở lại phòng họp, bác ân cần hỏi chuyện ăn ở, việc học tập. Nghe các em nhỏ trả lời, bác rất vui và khen. Thế thì tốt lắm. Bây giờ bác có kẹo cho các cháu. Các cháu có thích ăn kẹo không? Tất cả cùng reo lên, có ạ, có ạ. Một em bé giơ tay xin nói, thưa bác, ai ngoan thì được ăn kẹo, ai không ngoan thì không được ạ. Các cháu có đồng ý không? Đồng ý ạ. Bác cầm gói kẹo chia cho từng em. Đến lượt tổ, em không nhận, chỉ khẽ thưa, thưa bác, hôm nay cháu không vâng lời cô, cháu chưa ngoan nên không được ăn kẹo của bác. Bác cười trìu mến, cháu biết nhận lỗi thế là ngoan lắm, cháu vẫn được phần kẹo như các bạn. Tổ mừng rỡ nhận lấy kẹo bác cho.